423 lời vàng của Phật. Kinh Pháp Cú Dhammapada. Sa môn Thích Nhật Từ soạn dịch. Phẩm ác. Người có trí gấp làm việc thiện, tránh ác gian như tránh vực sâu. Việc lành lần lửa không mau, tâm tà dành chỗ, khổ đau tới liền. Ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác, đừng làm liều tiếp tục gây thêm. Chớ mà biện hộ tìm quên, quả sầu phải gặt, xích xiềng bủa giăng. Có cơ hội gieo trồng giống tốt, nhớ siêng năng chăm sóc làm hoài. Căn lành tăng trưởng mỗi ngày, những ai tích phước nay mai an lành. Kẻ làm ác quả sầu chưa trổ, chẳng phải do nhân quả không thiên. Đến khi quả xấu kề bên, ác thời gặp ác, khổ phiền ngày đêm. Người gieo thiện quả lành chưa có, chính là do giờ trổ còn xa. Đủ duyên cây thiện trổ hoa, ở hiền gặt phúc hẳn là lý chân. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ, vì cho rằng chẳng có hại chi. Hãy xem nước nhỏ vào ly, mỗi giây một giọt, ly ti đầy tràn. Người ngu tối tham gian ác đạo, ngày qua ngày gây tạo nghiệp duyên. Tâm tà nhân xấu tăng thêm, đến khi trổ quả triền miên muộn sầu. Chớ xem thường điều lành nho nhỏ, mà cho rằng chẳng có nghĩa gì. Bình tràn do nước nhỏ ri, siêng năng làm thiện sánh vì trăng sao. Người sống thọ tránh xa độc dược, doanh nhân khôn tránh lối hiểm nguy. Người khôn làm chủ hành vi, lánh xa điều ác, hướng đi an toàn. Bàn tay tốt có cầm thuốc độc, không hại ai thương tật héo sầu. Cũng vậy người thiện trước sau, không gây nghiệp ác, khổ đau cho người. Kẻ xấu ác hại người đạo đức, như bụi mù đang ngược gió bay. Khổ đau xử kẻ ác ngay, quả sầu hành hạ, khó tài trốn đâu. Người thiện vừa sinh từ bụng mẹ, kẻ ác gian sa đọa cõi sầu. Thiện sinh thiên giới rất mau, cực thiện chứng đạo thâm sâu niết bàn. Dầu bay lượn trên trời cao vút, hay lặn bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Dầu bay lượn trên trời cao vút, hay lặn bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, tử thần đeo bám không sao xa lìa. Phẩm hình phạt.
như quy luật mọi người sợ chết, sợ chiến tranh, bạo lực, tổn thương. Đặt mình vào cảnh vô thường, không sai người giết, cũng không tự làm. Như quy luật mọi người sợ chết, mong bình an, hạnh phúc sống còn. Đặt mình vào cảnh tồn vong, không gây sát nghiệp, tổn thương mạng người. Như quy luật, ai người cầu phước, dùng gậy dao giết chết sinh linh, không sao hạnh phúc an bình, đời này đời tới tự mình khổ đau. Như quy luật, những người cầu phúc, không dùng dao hại giết một ai, giữ tâm thương quý mọi loài, đời này đời tới an vui trong lòng. Người thô lỗ buông lời ác độc, người trả đòn hằng học chua cay, khổ đau đến với cả hai, lời qua tiếng lại chẳng ai được gì. Dình chính niệm vô thinh tĩnh lặng, như chuông hư tiếng chẳng ngân vang. Với người hướng đến niết bàn, nội tâm thư thái, không mang hận thù. Một đồng khéo dắt bò ăn cỏ, chiều dẫn về nhà chủ nghỉ ngơi. Cũng vậy già chết xưa nay, lùa vào sinh tử bao đời chẳng tha. Người ngu tối tạo ra lầm lỗi, do chẳng rành gốc tội đã gây. Khổ đau nghiền nát đời này, dày vò phiền muộn, sánh tày lửa thiêu. Dùng vũ khí gậy dao đánh đập, hành hạ người trù dập tơi bời. Quả sầu 10 loại sau đây: một là đau nhức đêm ngày rên la, hai tai biến, ba là thương tật, bốn độn căng, ngu ngốc hay quên, năm thường lận đận luật quan, sáu vương trọng tội bị oan hiểu lầm, bảy thân quyến họ hàng ly tán, tám chẳng may tài sản tiêu tan, chính là hỏa hoạn nghèo nàn, 10 sau khi chết đọa làm súc sinh. Dù lõa thể ngồi lì tuyệt thực, không gội đầu bệnh tóc rối tung, đừng hòng chuyển hóa tâm hồn, nếu tâm nghi hoặc vẫn còn y nguyên. Sống trang sức bằng nguồn an tịnh, điều phục tâm giới hạnh kiên trì, thương người mến vật từ bi, sa môn phạm chí sánh vì trời cao. Trong trời đất hiếm người chánh niệm, biết giữ mình hổ thẹn lương tâm, tránh lời chỉ trích chửi thầm, cũng như ngựa giỏi chẳng cần phạt roi. Như ngựa quý chẳng cần roi chạm, sống nhiệt tâm dũng cảm chuyên cần, vững tin giới đức thiền hành, chọn tìm giáo pháp thấm nhuần lý chân. Dình chính niệm cùng minh hạnh túc, nêu quyết tâm tam độc loại trừ, khổ đau kết thúc thản thư, người này xứng bậc chân tu trên đời.
như thủy lợi làm kênh dẫn nước. Kẻ làm tên nắng vuốt cung tên, thợ cây bào ván hai bên, người khôn làm chủ bản thân đêm ngày. Phẩm già. Cười sao được sướng vui sao nổi, khi lửa tham cháy rụi thế gian. Tối tâm văng phủ trời đêm, sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi. Thân bề ngoài đẹp đầy nhựa sống, ở bên trong một đống vết thương. Cây sầu sao lại vấn vương, thân là giả tạm, vô thường, mong manh. Thân mấy chốc đã già tàn tạ, nơi chứa đầy bệnh khổ hôi tanh. Vô thường tổ hợp mong manh, chết là kết thúc tái sanh hồng trần. Thân thể này màu bồ câu trắng, như trái bầu thu đến vứt đi. Chết rồi thi thể gớm ghê, có gì vui thích mãi mê thân này. Ôi thân thể như thành trì cổ, dựng bằng xương máu đỏ thịt gân. Chứa già chết bệnh từng phần, cống cao lừa dối gián duyên nổi gì. Xe vua đẹp có ngày cũng cũ, thân thể rồi ủ rũ tàn phai. Pháp lành trẻ mãi còn hoài, hãy nên khắc cốt những lời thánh nhân. Trẻ ít học, già không hiểu biết, chẳng khác gì bò được lớn đầu. Thân to, cơ bắp khỏe mau, nhưng không trí tuệ, khác nào bóng đêm. Lang thang suốt luân hồi bao kiếp, quyết đi tìm ông xếp xây nhà. Tìm hoài tìm mãi không ra, tái sanh khổ lụy đọa xa ba đường. Nay ta cấm ngươi không xây nữa, phá cột kèo ván cửa rui mè. Nay ta đã chứng niết bàn, ái tham chấp thủ tiêu tan hết rồi. Lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân. Đến già gặp phải khó khăn, như cò ủ rũ không còn cá tôm. Có người trẻ chẳng rèn đức hạnh, không luyện nghề không lãnh tiền lương. Khi già buồn tuổi sầu vương, nhớ về dĩ vãng, thở than vắng dài. Phẩm tự ngã. Người đánh giá bản thân là quý, phải chính tâm bảo vệ lấy mình. Ngày đêm người trí giữ gìn, luôn trong tỉnh thức tịnh minh cõi lòng. Người trí tuệ bản thân vững chãi, tự chủ mình hoàn thiện chánh chân. Xong rồi giáo hóa tha nhân, sống trong gương mẫu thế gian nể vì.
người gương mẫu thực hành hoàn tất mới đem ra giáo dục thế nhân. Tự mình làm chủ thân tâm, soi gương nhân cách, hạnh lành truyền trao. Người sáng suốt tự nương mình vững, không tìm cầu dựa dẫm vào ai. Lành thay điều phục tâm này, biết tự điều phục không hai trên đời. Các điều ác do mình tạo tác, ác do tâm ai khác ngoài ta. Ác nhân nghiền nát người tà, như kim cương cứng nghiền qua đá thường. Như tầm gửi bám cây Phật Pháp, người buông lung giới đức chẳng gìn. Hạnh tà chuốc họa vào thân, kẻ thù sung sướng thấy mình tiêu tan. Làm điều ác không cần trình độ, hãm hại ta đau khổ dễ hơn. Khó thay làm thiện chánh chơn, mình người lợi lạc, bình an cõi đời. Kẻ ác kiến ngu si phỉ báng, giáo pháp hàng La Hán nhiệm màu. Hại mình như ngọn trúc lâu, ngay khi trổ quả nhuốm màu diệt vong. Các điều ác do mình tự tạo, rồi vướng vào khổ não họa tai. Điều lành ta tạo hôm nay, quả an vui đến sớm mai là thường. Nên hiểu rõ sạch trong nhơ uế, hành động do gốc rễ từ tâm. Cậy nhờ tha lực khó thành, đổ lỗi tại bởi sao đành không nên. Dù phụng sự vị tha thiết thực, xin chớ quên thực tập lợi mình. Chuyên tâm học pháp cao minh, hướng về giải thoát, đạt thành mới thôi. Thank you.